Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Quỷ Cốc Tử là nhân vật kỳ tài và là bạn thân của Tôn Tử. Cả hai nhân vật tài ba này đều là những chiến lược gia xuất chúng hàng đầu của Trung Hoa cổ đại. Các giai thoại về Quỷ Cốc Tử mang rất nhiều màu sắc kỳ bí. Ngoài tài năng về thao lược, người đời còn biết đến ông với tư cách là bậc thầy về xem mệnh bói toán, am tường về những quy luật của tự nhiên, những biến đổi của trời đất. Người đời đồng thời còn tôn xưng ông là Vương Thiền Lão Tổ. Ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị chính kinh nghiệm nhìn người của Quỷ Cốc Tử, với mong muốn sẽ giúp cho quý vị có thêm những kinh nghiệm quý báu về thuật nhìn người để áp dụng thành công trong cuộc sống. 1. Quan sát sự tu dưỡng khi đối diện với cám dỗ. Cuộc sống có trăm nghìn biến hóa và cám dỗ, đây là điều không thể tránh đối với mỗi con người. Thế nên, khi đối diện với cám dỗ, chính là lúc thử thách lòng người. Kẻ hay người dở, kẻ không có hàm dưỡng hay người có tu dưỡng, tất cả đều thể hiện ra ngay đó. Người có tu dưỡng thì tinh tế nhẹ nhàng, dẫu có ham muốn vẫn biết khắc chế bản thân, không vượt ngoài vòng luân lý đạo đức con người. Người không có tu dưỡng thì ngược lại, rất dễ bị lợi ích và cám dỗ ở bên ngoài cuốn đi, cuối cùng thân bại danh liệt, quên mất bản thân, đánh mất chính mình. Muốn gần gũi với một người, trước tiên chúng ta phải hiểu sở thích và ham mê riêng của họ, từ đó nhìn ra nhân phẩm của đối phương có dễ lung lạc trước nhu cầu vui vẻ hưởng lạc hay không. Rất nhiều người chịu cảnh trật bánh do không đủ lực chống cự những cám dỗ trên đường đời. Do vậy, thông qua ham mê của một người, bạn có thể nghiệm ra điểm mấu chốt của người này ở đâu. Công Tôn Khang, một tể tướng đứng đầu thế lực quân phiệt lớn ở thời Chiến Quốc, có sở thích ăn cá. Những người muốn xu nịnh và lấy lòng ông luôn cố gắng để tìm dâng lên những món cá tươi và ngon nhất. Nhưng Công Tôn Khang chưa một lần nhận lấy, cho dù thèm đến mấy, ông cũng luôn luôn từ chối thẳng thừng. Thế vậy, các đệ tử của vị tướng quốc này vô cùng khó hiểu, bèn cùng nhau lên tiếng hỏi. Công Tôn Khang trả lời rằng, nếu chỉ là ăn cá thì không sao, nhưng nếu ta ăn cá của người khác thì nhất định phải làm việc và gánh tai vạ thay cho người ta, đến lúc đó mới thực sự không có cá mà ăn. 2. Quý kháng kỳ tử. Khi được tôn quý rồi thì xem người mà họ tiến cử. Khi một người làm quan lớn, có quyền tước thì hãy xem họ tiến cử người như thế nào. Nếu họ tiến cử người rất có tài năng, vậy người này ắt là người công bằng chính trực. Nếu họ tiến cử một người không có chí với công việc, thích an nhàn hưởng lạc, chứng tỏ họ cũng không đáng tin cậy. Bậc quân tử khi tiến cử hiền tài thì không vị tư, thường lấy đại cục làm trọng, tiến cử người ngoài không tránh kẻ thù, tiến cử người nhà cũng đường đường chính chính. Tống Sử, Sử Hạo Truyện có ghi chép một câu chuyện như sau. Sử Hạo, tự là Trực Âm, người huyện Ngân ở Minh Châu, là người hay tiến cử hiền tài, từng tiến cử Trần Chi Mậu lên triều đình nhận chức quan châu quận. Hoàng thượng biết Trần Chi Mậu từng nói xấu Sử Hạo, bèn nói, Khanh muốn lấy đức báo oán à? Sử Hạo đáp, vì thần không có khái niệm về thù hận. Mạc Tế từng chửi rủa Sử Mậu vô cùng thậm tệ, Sử Mậu lại tiến cử ông ta phụ trách công việc chiếu mệnh. Hoàng thượng hỏi, Mạc Tế chẳng phải luôn chỉ trích Khanh hay sao? Sử Mậu thưa, vì thần không thể vì chuyện tư mà để ảnh hưởng đến chuyện công. Trong lịch sử, quả thật có rất nhiều nhân vật tiêu biểu về việc tiến cử hiền tài, không nhớ thù riêng. Họ lấy việc quốc gia đại sự làm trọng, đặt việc cá nhân mình ở phía sau. Thậm chí, nhiều người trong số họ không màng đến ân oán cá nhân, lòng dạ khoan dung rộng lượng. Đó thực sự là những chính nhân quân tử có tấm lòng quảng đại, lưu danh sử sách. Người như vậy mới khiến người khác phải kính phục. 3. Cư kháng kỳ sở thân, ở thì xem người mà họ thân thiết. Hoàn cảnh sinh sống có ảnh hưởng rất lớn đến một người. Tục ngữ có câu rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
môi trường tốt sẽ giúp con người phát triển theo hướng tốt, môi trường xấu sẽ khiến con người dần dần sa ngã. Vậy nên, muốn xem xét một người, hãy xem họ thường ở cùng ai và qua lại với những người như thế nào. Chu Dịch, Hệ Từ Thượng có viết: Phương dĩ loài tụ, vật dĩ quần phân, đại ý là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Những thứ cùng loại thường tụ về cùng một chỗ. Một người kết giao với bạn thế nào chính là trực tiếp phản ánh ra cách làm người của người đó. Của nhân thông qua cách kết giao bạn bè của một người cùng với quan sát thái độ ứng xử với bạn bè như thế nào là đủ để phán đoán một người là tốt hay xấu rồi. 4. Quan sát tinh lực khi đói ăn. Trong trạng thái cơm no áo ấm, ai cũng có thể bảo toàn được tinh lực của mình với trạng thái tốt nhất. Thế nên, chỉ đến khi đói khát thì mới khảo nghiệm được một người chính xác nhất. Có rất nhiều người khi đến lúc này miệng bắt đầu không ngừng oán trách người khác, lặng lẽ tìm kế cho riêng mình. Chỉ có số ít người là vẫn có thể điềm đạm, tĩnh lặng, tích cực tìm phương kế giải quyết vấn đề, dẫn mọi người vượt khó khăn. Khi người khác tinh lực bắt đầu cạn kiệt thì người này vẫn bảo trì được trạng thái mạnh mẽ. Đây mới thực sự là người có nghị lực hơn người. 5. Quan sát mức độ phản ứng khi vui buồn. Quan sát phản ứng của một người khi đang bị kích động chính là lúc có thể thấy rõ được bản chất của họ nhất. Có người khi vui thì đắc ý quên mình, đến đâu cũng hiển thị bản thân, vui cười quá lố, còn lúc gặp cảnh trái ngang lại oán hận không thôi, tìm cách trút giận lên người khác. Hai loại phản ứng này đều thể hiện một người không có lòng độ lượng bao dung, ăn ở hẹp hòi. Người thực sự trưởng thành thì điều trước tiên cần là phải khống chế được cảm xúc vui buồn của chính mình, có thể xem thường danh lợi và được mất cá nhân, bảo trì tâm thái an nhiên điềm đạm. Đây mới thực sự là một người đại nhân cách. Trong lúc chìm trong cảm xúc đau buồn, sự cảnh giác và lý trí của một người có thể suy sụp, gây ảnh hưởng tới những quyết định lý tính. Một người sống thật với cảm xúc của mình không có gì sai, nhưng chỉ đắm mình trong đó, không được dũng cảm để đứng dậy vượt lại lý trí, chứng tỏ họ khuyết thiếu sự quyết đoán. Quá mềm yếu đôi khi có thể dẫn tới hỏng việc. 6. Quan sát sự trấn tĩnh của họ khi gặp nguy hiểm. Con người khi đối diện với nguy hiểm chính là lúc thể hiện năng lực ứng biến rõ ràng nhất. Nếu như lúc này hoảng hốt lo sợ, thậm chí hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, thì đây chính là thể hiện người không có tố chất, tâm lý yếu ớt. Kiểu người này gặp việc lớn khó mà thành, việc chưa loạn họ đã loạn rồi. Người có bản lĩnh thì dẫu trời có sập, núi có đổ vẫn điềm nhiên thư thái, không vội vã, không kinh hãi mà bình tĩnh xử lý vấn đề. Đây là thể hiện năng lực gánh vác việc lớn của người thành công. Khó khăn tựa như con dao hai lưỡi. Với những người mạnh mẽ, chúng sẽ giúp bạn trưởng thành và kiên cường hơn, hóa bi phẫn thành động lực. Chỉ cần vượt qua được khổ nạn, chúng ta sẽ trở thành phượng hoàng trùng sinh, ngày càng bản lĩnh hơn. Ngược lại, với kẻ yếu ớt, đứng trước trắc trở, họ chỉ biết hoảng sợ bỏ trốn, không dám đối mặt, không dám đương đầu. 7. Giàu có thì xem việc họ làm. Người giàu có trong thiên hạ rất nhiều, những người sử dụng tài phú của mình lại rất ít. Khi một người giàu có, hãy nhìn vào cách hành xử với của cải của họ. Như vậy, có thể nhìn ra giá trị quan của họ. Người giàu mà xa hoa dâm loạn thì đấy là cái giàu vô đức. Người giàu mà trộm đạo nghĩa thì đấy là cái giàu mọi người đều mong mỏi. Trong Sự Ký Hóa Thực Liệt Truyện của Tư Mã Thiên có câu: Phú hiếu hành kỳ đức, nghĩa là người giàu có thích cứu tế những người nghèo khó nguy nan, làm những việc có đạo đức. Kỳ thực, người giàu là có trách nhiệm với xã hội, nhưng trách nhiệm này chỉ có tự họ hiểu ra, không thể ép buộc. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử xem trọng tiền tài nhưng không tùy tiện nhận. Tiền tài hợp với đạo thì không thể không quý trọng, bởi đó là của cải do bản thân làm ra, không thể tiêu xài hoang phí. Còn những thứ không phải là của cải do lao động thì dẫu nhận trong tâm cũng cảm thấy bất an. Dẫu sao thì tiền bạc cũng là vật ngoại thân, khi sinh không mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Cuộc đời của một người không thể không có tiền, nhưng không thể sống vì tiền. 8. Khốn cùng thì xem việc họ không làm. Cổ nhân giảng: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Nghĩa là
giàu có không thể cám dỗ, nghèo khó không thể lay chuyển, quyền uy không thể khuất phục. Có thể thấy, từ xưa đến nay, tu dưỡng khí tiết là điều cổ nhân vô cùng coi trọng. Trong văn hóa truyền thống, hình tượng của tùng trúc mai là biểu tượng cho tiết tháo cao thượng. Ba loại cây này được gọi là tuế hàn tam hữu, ba người bạn của giá lạnh. Mùa đông lạnh giá, cây cối héo rũ tiêu điều, nhưng tùng trúc vẫn hiên ngang, mai vẫn nở bất chấp sương gió. Và quân tử cũng vậy, họ chính nghĩa, giữ vững khí tiết, không bị khuất phục hay lay chuyển trong nghịch cảnh. Người quân tử, dẫu rơi vào bước đường cùng, vẫn kiên trì nguyên tắc làm người. Kẻ tiểu nhân, hễ gặp lợi ích, liền làm điều sằng bậy. Càng là ở vào hoàn cảnh khó khăn cực điểm, càng có thể nhìn thấu phẩm chất của một người. Rất nhiều người khi túng quẫn thì thường quên mất nguyên tắc của mình. Nếu những người này có thể kiên trì giữ vững chuẩn mực của bản thân, thì sẽ không có nhiều tham quan, đạo tặc, cướp bóc như hiện nay. 9. Dùng giận dữ để xác minh sự thật. Khi tức giận và gặp chuyện không theo đúng ý mình, chúng ta rất dễ dàng thể hiện tính cách thật, đánh mất mặt nạ giả vờ vẫn đeo bấy lâu nay. Nếu một người dễ dàng nổi nóng, thậm chí có ý định động tay động chân với mọi người xung quanh, thì cách tốt nhất là tránh xa, hạn chế tiếp xúc với kẻ như vậy. Ngược lại, dù đang tức giận đến mấy mà vẫn giữ được bình tĩnh nghiêm túc, nhìn nhận vấn đề, mới là hành vi của người quân tử, đáng để kết giao sâu đậm. Thiền sư Nam Hoài Cẩn đã nói, người trên đỉnh kim tự tháp có bản lĩnh, không có tỳ khí. Người ở giữa, nửa có bản lĩnh, nửa có tỳ khí. Còn người ở dưới đáy sâu kim tự tháp, bản lĩnh không có, nhưng tỳ khí nóng giận thì lớn vô cùng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.